Em vừa đi vào rừng trong đây. Măng que mày làm gì? Đã bây giờ em rủ chị ra đây chơi, xong măng que ra đây làm gì? Ta không biết là có thắc măng kia là bỏng đấy. Không có rồi. Ngon. Ngon. Nhưng mà bỏng cái nào quá. Đúng rồi, em vác như này sao? Chị bảo cô, tóc của mình đi đâu vậy trời? Mà nó không phải củi mà là bỏng ăn được rồi. Trời ơi, cho nhân nó su si rủ mình ra đây làm gì không biết. Giật ca mình. Lần nào ấy, em cũng làm gì đau hết cả tim. Ủa, mà mắc que đi đâu vậy? Em vừa đi vào rừng trong đây. Mang que mày làm gì? Đã bây giờ em rủ chị ra đây chơi, xong mang que ra đây làm gì? Ta không biết là có thắc mắc đây là bỏng đấy. Tôi thử coi xem. Bỏng gì? Chẳng có cái loại bỏng nào như thế này. Em lại lừa chị. Biết thừa rồi. Ui, đừng ăn. Ăn được thật á? Sao kia, sao kia ngủ xem đi. Chẳng ai ăn cái bao giờ. Trời ơi. Chị cứ ăn thử đi, ngon lắm. Ô, chị chưa bao giờ nhìn thấy cái bọng mà nó lại như này luôn ý. Chị ăn thử đi. Đây là bọng gì? Có ăn được thật không? Ăn được. Chị sợ. Bọng que đấy. Ơ, không thật đấy. Bỏng mày đắt không? Đắt. Yeah. Hay là chị em ngồi đây rút từng cái xong một ăn đi. Có loại bỏng dài như thế này á. Trời ạ. Ôi, mau quay ra đây đi. Không à, gió nó hắt ra, hỏng hết tóc đẹp của chị. Mày đi đâu vậy trời? Mà nó không phải cùi mà là bỏng ăn được rồi. Wow, hay thật đấy. Sự uống nước suốt này được ăn. Chả bỏng ăn được. Ôi bỏng ngon thế nhỉ. Màu đỏ. Dài luôn. Tôi có màu đỏ. Màu đỏ này gì em? Nhưng ôi có màu đỏ này. Ừ. Loãng lắm. Này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 8 cái. Tính sao? Đúng rồi, đứa cái. Em 5 cái chị. À quên, em 3 cái chị đang cầm. Rồi, chị chia đôi. Đôi lửa. Ok. Thật thế. Vẫn còn một quay. Cũng chưa hợp lắm. Không nhập bằng bằng không à? Em về nhà chị đi. Em về chị đi. Về nhà chị á, chị có cái trò là hai chị mới mua cái đồ chơi mới á. Không muốn về xem không? Đây là đồ ăn mà. Đồ ăn à. Nhưng mà đây là đồ chơi. Về nhà chị đi. Ngon nhỉ? Ngon. Tao quá. Tao quá khổ lên quài đi ăn nơi nào. Ôi dồi bóng quê. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.